Các khu điểm du lịch tại Đồng Nai cho biết từ hôm nay 28 tháng 4, các khu điểm du lịch như khu du lịch Bửu Long, Bọ Cạp Vàng, Suối Mơ, Vườn Xoài bắt đầu kích hoạt các chương trình chào mừng đại lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Cụ thể, khu du lịch Bửu Long chính thức bước vào chương trình chào mừng đại lễ tháng 4 với nhiều hoạt động hấp dẫn liên tục trong 4 ngày, từ 28 tháng 4 đến 1 tháng 5, như biểu diễn nghệ thuật miễn phí, áp dụng gói combo siêu tiết kiệm với hai mức giá 450.000 đồng một combo và 650.000 đồng một combo nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm cho hai người lớn, hai trẻ em đã bao gồm vé vui chơi tham quan. Đối với khách có nhu cầu nghỉ dưỡng tại hệ thống khách sạn Bửu Long tiêu chuẩn 2 sao. Tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, thành phố Biên Hòa, chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí sẽ diễn ra trong 2 ngày, 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Với giá vé vào cổng dịp này, 180.000 đồng một người lớn và 120.000 đồng một trẻ em từ 0,9 m, miễn phí trẻ em dưới 0,9 m. Đối với các điểm du lịch sinh thái rừng, hồ tại một số địa phương như Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú, Long Khánh cũng đã bắt đầu đón dòng khách đến tham quan lưu trú trong kỳ nghỉ lễ.